Minasan konnichiwa. Mình là Thúy Sensei, tác giả của blog thelightcollector.com, và mình cũng có Facebook The Light Collector. Thì bản thân mình đã sinh sống, học tập và sinh sống ở Nhật được gần 8 năm, và sau đó thì mình sang Mỹ tiếp tục học tập và làm việc. Cái blog The Light Collector của mình thì hiện tại mình có một vài lớp dạy tiếng Nhật, chủ yếu là dạy các bạn mới học tiếng Nhật từ trình độ N5 hoặc là N4. Và những buổi trò chuyện ở trên video trên Facebook hoặc là YouTube này thì mình muốn chia sẻ những cái mẹo hoặc là những cái kinh nghiệm học tập, học ngoại ngữ, học tiếng Nhật, học tiếng Anh, và ví dụ như là cách tìm kiếm, cách giữ vững động lực, cách tìm kiếm động lực để mà học một cái gì đó mới. Trong buổi hôm nay, trong video này thì mình muốn nói một chút về các bước để mà đọc hiểu tiếng Nhật, một số mẹo đọc câu dài trong tiếng Nhật, và từ đó thì chúng ta cũng có thể áp dụng những cái bước đấy để mà phát triển, để mà viết văn trong tiếng Nhật nữa. Số là lớp học JLPT N5 của mình thì mới học được khoảng 4-5 buổi thôi, nhưng mình đã bắt đầu bắt các bạn ý viết các bài tập làm văn, sử dụng những cái ngữ pháp mà mình dạy ở trên lớp. Tại vì sao? Chỉ có học xong rồi, học sang ngữ pháp mới, cứ học mà không thực hành hoặc là không áp dụng vào trong nói hoặc là viết ấy, thì sẽ quên luôn. Và mình cũng muốn là các bạn sử dụng cái trí tưởng tượng và cái thực hành, cái việc tự tra từ điển này, tự học tiếng Nhật để mà viết văn và để mà đọc tiếng Nhật hàng ngày, không chỉ là ở trên lớp với mình nữa. Cho nên mình mới làm video này để gọi là hướng dẫn các bạn mới học tiếng Nhật trình độ N4, N5 các cái cách đọc hiểu và cách viết tiếng Nhật. Tuy là chúng ta chưa biết nhiều ngữ pháp, nhưng nếu mà bạn áp dụng những cái bước này, những cái cách này mà mình sẽ giải thích thì sẽ dễ dàng hơn để mà bạn có thể đọc hiểu và viết tiếng Nhật. Đầu tiên mình sẽ nói về những cái bước đọc hiểu câu dài trong tiếng Nhật qua ví dụ nhé. Ví dụ mình có câu này: Ashita wa watashi no tanjoubi desu kara, debato e keiki o kai ni itte, kazoku to tomodachi to party o shimasu. Câu này cảm giác rất là dài đúng không? Nếu mà bạn là một học sinh ở lớp N5 của mình thì có lẽ sẽ mất một chút thời gian để mà kiểu đọc và hiểu xem là câu này muốn nói cái gì. Trong tiếng Nhật thì cái chuyện câu dài kiểu 3-4 phần là chuyện rất là bình thường, cho nên mình cần luyện cái cách đọc hiểu câu dài, cần luyện càng sớm càng tốt trong cái kể từ khi mà bạn mới học tiếng Nhật ấy, thì bạn nên áp dụng một cái phương thức cơ bản để mà đọc hiểu câu dài trong tiếng Nhật. Thì đó là câu này. Đầu tiên mình sẽ nói về các bước, sau đó mình sẽ phân tích cái ví dụ đó. Khi mà muốn đọc và hiểu một câu trong tiếng Nhật thì các bước là gì? Một, mình sẽ tìm dấu phẩy để chia câu thành các phần, thành các câu phụ đó. Tiếp theo mình sẽ tìm kiếm và mình sẽ khoanh vùng các cái trợ từ như là wa, ga, o, e, to, ni. Sau đó thì mình sẽ nhận diện các động từ chính ở những cái câu phụ mà mình vừa mới chia ra đó. Và trong tiếng Nhật như các bạn đã biết thì động từ thường đặt ở cuối câu, cho nên chúng ta đến chỗ cuối câu ở mỗi câu phụ và nhận diện các động từ đó, và để hiểu xem là cái động từ đó là có ý nghĩa gì, được chia theo dạng nào, thể nào, vân vân. Và cũng có thể tra ngữ pháp nếu cần. Sau đó cuối cùng là sử dụng những cái trợ từ đã khoanh ở bước 2 đó để chia câu này, để chia những cái câu này thành, thậm chí thành những phần nhỏ hơn. Và mình cũng có thể tra từ điển từ mới ở cái bước này. Thì với cái ví dụ vừa rồi chúng ta sẽ đi thử từng bước nhé. Đầu tiên, bước 1, tìm dấu phẩy để chia câu thành các phần. Mình cũng bắt đầu đọc. Ashita wa watashi no tanjoubi desu kara. Câu này sẽ được chia ở đây. Debato e keiki o kai ni itte. Phụ thứ hai, kazoku to tomodachi to party o shimasu. Thì qua bước 1 chúng ta biết câu này được chia ra làm khoảng 3 phần chính. Với 1, watashi wa ashita wa watashi no tanjoubi desu kara. Về 2, debato e keiki o kai ni itte. Về 3, kazoku to tomodachi to party o shimasu. Bước 2, khoanh các trợ từ. Ashita wa watashi no tanjoubi desu kara, debato e keiki o kai ni itte, kazoku to tomodachi to party o shimasu. Vậy là mình đã nhận diện, mình đã xác định được vị trí của những cái trợ từ rồi. Tiếp theo bước 3 là nhận diện động từ chính ở từng vế. Mình bắt đầu đọc lại một lần nữa. Ashita wa watashi no tanjoubi desu kara. Cuối câu là ở đây. Thì nếu mà bạn chưa biết cái ngữ pháp này thì bạn có thể tra lên Google, tra desu kara trong tiếng Nhật thì sẽ tìm kiếm được những cái trang web mà nó giải thích ngữ pháp đó. Ngữ pháp này là ngữ pháp vì, đúng không? Vì cái gì đó. Tiếp theo, debato e keiki o kai ni itte. Chúng ta biết, chúng ta xem cái động từ ở cuối câu. Cuối câu là động từ kai ni itte, itte, và động từ kai ni nữa. Thì nếu mà bạn đã học ngữ pháp này rồi thì sẽ hiểu được là đây là cái động từ ikimasu, đi đâu đấy, và được chia sang thành thể t. Thể t thường là được dùng để nối hai cái câu, hoặc là để chỉ những cái hành động mà xảy ra một cách liên tiếp, tức là xảy ra nối tiếp nhau. Và bạn cũng có nhìn thấy một cái động từ là động từ kaimasu, động từ mua cái gì đó, và đã được lược bỏ mas và thêm ni itte. Kaimasu, kai ni itte. Thì bạn sẽ hiểu, hoặc là bạn sẽ tra từ điển, tra ngữ pháp, hoặc là bạn sẽ nhớ là đây là cái ngữ pháp mà cấu trúc ngữ pháp để nói về việc đi đâu làm gì đấy. Thì cái cụm từ này mình sẽ dịch ra là đi mua. Đi mua. Thì đến đây chúng ta đã biết được là ngày mai vì có cái gì đó, cho nên là cái người này đi mua cái gì đấy. Tiếp theo, kazoku to tomodachi to party o shimasu. Shimasu là động từ có nghĩa là làm gì đấy, đúng không? Làm gì đó ngày mai. Đây là shimasu là thể, hiện tại hoặc là tương lai. Thì cái câu này có lẽ là người này đang nói về hiện tại hoặc là tương lai, chứ không phải là quá khứ. Sau đó bước 4, sử dụng các trợ từ đã khoanh để chia câu phụ thành các cụm từ hoặc là các phần, thậm chí nhỏ hơn. Và ở đây thì chúng ta có thể tra từ điển nếu cần thiết. Thì bạn đọc tiếp một lần nữa. Ashita wa Đây là một phần này. Asta wa thì thế nào? Asta nghĩa là gì? Lên tra từ điển. Asta là ngày mai. Thì đến bước này chúng ta đã hiểu là ngày mai thì cái gì đấy. Cụm từ này ở đằng trước cái câu descara, trước cái phần descara. Nếu mà bạn không biết thì bạn tiếp tục đi tra từ điển này. Watashi no tanjoubi. Tanjoubi có nghĩa là ngày sinh nhật. Thì cả câu này nghĩa là gì? Vì ngày mai là sinh nhật của tôi. Watashi no tanjoubi. Tiếp tục sử dụng cái những cái trợ từ mà bạn đã khoanh. Depatoe và kekio. Thì lúc nãy chúng ta đã dịch ra được câu này là đi mua cái gì đấy, đúng không? Đi mua cái gì? Mua cái gì? Thì cái trợ từ được sử dụng cho việc mua cái gì đấy thì là ô. Thì mình sẽ biết là đằng trước ô, đằng trước cái trợ từ ô chắc chắn sẽ là cái danh từ nói về việc mua cái gì. Mua cái gì? Mua cái gì thì đó là mua keki. Keki là cái bánh gato. Người này mua bánh gato. Và bạn cũng thấy cái trợ từ e mà bạn đã khoanh ở đằng trước, đúng không? E. Thì trợ từ này là trợ từ được sử dụng với động từ ikimasu, động từ đi đâu đấy. Đi đâu? Đi đến depato. Nhờ cái việc mà đã khoanh trợ từ ở đây thì chúng ta có thể tìm được mối liên kết. Chúng ta có thể trả lời được câu hỏi là người này đi đâu? Người này đi đâu? Tìm cái chữ e, tìm cái trợ từ e và trả lời cho cái câu hỏi đi đâu, đó là đi depato, đi đến mall, đi đến shopping mall. Tiếp theo, cái vế cuối là gì? Kazoku to tomodachi to party o shimasu. Bạn tiếp tục nhìn những cái trợ từ mà bạn đã khoanh. To ở đây có nghĩa là cùng với ai đó, thì bạn có thể hiểu là kazoku tra từ điển có nghĩa là gia đình. Tomodachi nếu không biết thì cũng có thể tra từ điển tiếp, có nghĩa là bạn bè. Chứng tỏ là câu này là làm gì đó với bạn bè rồi, làm gì đó với bạn bè và gia đình. Kazoku to tomodachi to. Và tiếp tục xem lại cái trợ từ mà chúng ta vừa khoanh, đó là trợ từ o shimasu. Người này đã làm gì đó với gia đình và bạn bè, thì có thể xác định được ngay cái danh từ đằng trước cái trợ từ o shimasu, thì đó là danh từ party. Party, bữa tiệc. Thì chúng ta có thể hiểu được là người này sẽ party oshimasu, sẽ làm tiệc với cả gia đình và bạn bè. Kazoku to tomodachi to. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể dịch ra được câu này. Đến bước này chúng ta hoàn toàn có thể dịch ra được là ngày mai là sinh nhật của tôi. Vì ngày mai là sinh nhật của tôi cho nên tôi sẽ đi mua bánh gato. Đi đến shopping mall để mua bánh gato. Rồi party, rồi làm tiệc với cả gia đình và bạn bè. Thì đó là cái cách mà chúng ta chia một cái câu dài ra thành những cái phần nhỏ để mà hiểu chúng một cách dễ dàng hơn. Việc nhận diện những cái trợ từ cũng rất là quan trọng. Nhận diện trợ từ và hiểu cái ngữ pháp của cái động từ ấy, mình nghĩ là hai cái bước quan trọng nhất. Tiếp theo, hãy cùng renshu, mình cùng luyện tập những cái bước này để mà đọc hiểu câu nhé. Mọi người nhớ là có 4 bước đúng không? 1 là tìm dấu phẩy để mà chia ra thành những câu nhỏ này. 2 là khoanh những cái trợ từ này. 3 là hiểu cái động từ này, hiểu ngữ pháp ấy. Và 4 là chia ra thành những câu nhỏ hơn để mà hiểu chúng hơn. Thì Mình cùng áp dụng với cái ví dụ thứ hai. Watashi no shumi wa hon wo yomu koto to eiga o miru koto desu. Thì trong câu này, bước 1 không thấy có dấu phẩy nào. Ok, bỏ qua. Tiếp theo, bước 2 là khoanh những cái trợ từ chính đúng không? Ok, mình bắt đầu đọc Watashi no shumi wa hon wo yomu koto to eiga o miru koto desu. This. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu, chúng ta hiểu cái ngữ pháp và cái động từ ở cuối câu. Thì câu này chỉ có một câu. Chúng ta nhìn thấy this, thì chúng ta biết là cái này nói về hiện tại hoặc là tương lai. Và chúng ta nhìn thấy ở đằng trước có miru koto. Thì có thể là bạn chưa hiểu miru koto là cái gì, thì có thể đi lên Google tra xem ngữ pháp này là ngữ pháp gì. Và nếu bạn đã học lớp N5 với mình thì sẽ biết được đây là ngữ pháp thể từ điển của động từ cộng với koto desu, cộng với koto để mà biến cái động từ đấy thành danh từ. Sau khi mà đã hiểu được đây là cái ngữ pháp của cái koto này là thuộc về cái ngữ pháp thể từ điển veru cộng với koto. Hiểu được rồi thì mình có thể quay lại, mình nhìn thấy cái này cũng gần giống như là cái ngữ pháp đó, chắc là cũng giống nhau. Yomu koto, việc đọc và việc xem. Sau đó bước cuối, mình đến bước cuối rồi đúng không? Đó là sử dụng những cái trợ từ đã khoanh để mà chia câu ra thành những gần phần nhỏ hơn. Watashi no shumi wa hon wo yomu koto to. Có một cái to ở đây. Eiga o miru koto desu. Câu này chỉ có một câu nhưng chúng ta đã có thể chia ra làm 3 phần nhỏ khác nhau. Và chúng ta sau đó thì bạn bắt đầu đi dịch từng phần một. Watashi no shumi wa. Bạn nhìn thấy có chữ trợ từ wa thì bạn biết được rằng cái phần trước wa chính là cái chủ ngữ, tức là cái topic của cái câu này đó. Watashi no shumi wa. Và bạn, nếu bạn không biết thì có thể tra từ điển thì sẽ hiểu được là sở thích shumi, sở thích của tôi là watashi no shumi. Thì sẽ biết được là người này đang nói về sở thích của mình đúng không? Sở thích của bạn đó là gì? Yomu koto, cái đó là đọc cái gì đó, cái việc đọc cái gì đó. Yomu koto thì bạn nhìn thấy chữ o ở đằng trước yomu sẽ biết được là cái danh từ ở đằng trước sẽ là cái danh từ trả lời cho câu hỏi đọc cái gì. Đó là danh từ hon, đọc sách. Việc đọc sách và miru koto, bạn ấy cũng thích xem cái gì đấy đây. Shumi, cái sở thích của bạn ấy là xem cái gì đó. Và bạn cũng đã khoanh được cái chữ o lúc nãy rồi, cho nên có thể trả lời được câu hỏi xem cái gì, thì đó là xem eiga, xem phim. Từ cái việc chia ra thành 3 phần nhỏ và dịch từng phần ấy, thì bạn có thể hiểu được là câu này có nghĩa là sở thích của tôi là việc đọc sách và việc xem phim. Dịch ra theo tiếng Việt hơn thì sẽ là sở thích của tôi là đọc sách và xem phim. Watashi no shumi wa hon wo yomu koto to eiga o miru koto desu. Và cái to ở giữa hai cái phần này là có nghĩa là và. Để nối hai cái danh từ việc đọc sách hon wo yomu koto và việc xem phim eiga o miru koto. Đó là một ví dụ 2. Ví dụ tiếp theo. Anime o miru koto ga suki desu kara Nihon e anime no DVD o kai ni ikitai desu. một câu dài hơn. Chúng mình cùng phân tích nhé. Bước 1, tìm dấu phẩy. Có một dấu phẩy đây, chứng tỏ là câu này được chia ra làm hai phần chính. Bước 2, tìm trợ từ. Anime o miru koto ga suki desu kara Nihon e anime no DVD o kai ni ikitai desu. Cũng có thể khoanh cả cái từ này nữa. Bước tiếp theo là hiểu cái ngữ pháp hoặc là hiểu cái ý nghĩa của cái động từ ở phía cuối những cái câu này, đúng không? Suki desu kara. Đầu tiên mình hiểu cái chữ kara trước. Desu kara thì cái ngữ pháp này giống ngữ pháp ở ví dụ 1, đó là vì cái gì đó. Tiếp theo mình cũng muốn hiểu được là kai ni ikitai desu. Ikitai desu nghĩa là gì? Thì nếu mà bạn đã học lớp N5 của mình thì đến bước này bạn đã hiểu được là đây là cái ngữ pháp của việc nói là muốn làm cái gì đó. Đó là động từ mas, bỏ mas thêm tai desu thì sẽ là muốn. Ikimasu, đúng không? Ikimasu, ikitai desu, muốn đi đâu đấy. Đi đâu? Đi mua. Kai ni cũng giống như là ví dụ trước mà chúng ta vừa nói đó. Đi đâu làm gì thì bỏ cái mas thêm ni ikitai, thêm ni ikimasu, tức là đi mua, muốn đi mua. Thì nguyên trong cái cụm từ kai ni ikitai desu đã có hai cái ngữ pháp khác nhau rồi. Ngữ pháp 1 đó là ở cái động từ ikimasu, đó là bỏ mas thêm tai desu, muốn. Đầu tiên là mình hiểu là đã muốn đi trước, muốn đi. Đi đâu thì đó là đi kai ni, đi mua. Đi mua. Đây là một cái ngữ pháp khác, đúng không? Ngữ pháp khác đó là bỏ mas thêm ni iku, thêm ni ikimasu sẽ là đi đâu đấy. Đến đây thì chúng ta đã hiểu được cái động từ chính hoặc là cái ngữ pháp chính của từng cái câu này để mà chúng ta có thể bắt đầu dịch. Bước tiếp theo là chia câu ra thành những cái phần nhỏ hơn, sử dụng những cái trợ từ mà mình đã vừa mới khoanh. Thì đó là anime o miru koto ga, có thể chia ở đây nữa, koto ga suki desu kara Nihon e anime no DVD o kai ni ikitai desu. Và tiếp theo thì chúng ta đã bắt đầu dịch từng cái phần này. Đầu tiên là câu thứ nhất. Nani nani ga suki desu kara, vì bạn này thích cái gì đó. Thích cái gì? Thích cái việc xem anime. Câu này, ngữ pháp này mình vừa mới giải thích ở phía bên, ở ví dụ 2, đó là chuyển động từ thành danh từ, đúng không? Bạn ấy thích cái việc xem anime. Anime o miru koto ga suki desu kara Nihon e, bạn muốn bạn ấy đến Nhật, đi Nhật làm cái gì đó. Muốn đi Nhật để mua cái gì đấy, đúng không? Mua cái gì thì đó là mua anime no DVD. Và muốn đi đến Nhật để làm cái chuyện đó. Thì cả câu sẽ dịch là vì tôi thích xem anime. Anime o miru koto ga suki desu kara. Tôi muốn đi Nhật để mua DVD của anime. Nihon e anime no DVD o kai ni ikitai desu. Muốn đi Nhật. Đi Nhật để mua gì? Anime no DVD. đi nhận. Thì đó là những cái bước để mà bạn có thể chia một cái câu dài trong tiếng Nhật ra để dễ hiểu hơn. Và chúng ta cũng có thể sử dụng cái việc này trong việc viết văn. Chúng ta sẽ đi ngược lại. Trong việc đọc hiểu thì chúng ta chia câu ra thành từng phần nhỏ để mà hiểu, đúng không? Để cho việc viết văn ấy, chúng ta sẽ bắt đầu viết thành những cái phần nhỏ rồi thêm thắt chi tiết vào. Gần như là ngược lại với cái những cái bước để mà đọc hiểu. Thì mình nghĩ là đối với các bạn mà đã học tiếng Nhật được 1-2 năm, kiểu ví dụ như là đã ở trình độ N2, N1, thậm chí N3, thì cũng không nhất thiết là phải áp dụng tất tần tật những cái bước này. Bạn đã quen với cái ngữ pháp hoặc là quen với những cái từ, những cái vocabulary rồi thì có thể bắt đầu cứ viết trôi chảy thôi. Nhưng mình vẫn khuyên là cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật ấy, thì nên tại vì cái vốn từ vựng và cái vốn ngữ pháp vẫn còn ít, cho nên bạn nên áp dụng những cái bước như thế này thì sẽ dễ dàng cho việc tìm kiếm ý tưởng hơn. Đầu tiên là bạn sẽ xác định chủ ngữ, vị ngữ, động từ của cái câu mà bạn muốn nói. Ví dụ như là khi ai đó hỏi sở thích của bạn là gì thì bạn sẽ nghĩ sở thích của tôi là cái gì đó des. Thì đó sẽ là chủ ngữ, vị ngữ, động từ. Tiếp theo bạn viết và sắp xếp thành những cái cụm từ. Sau đó viết ý chính thành một câu chính. Đến bước này là bạn đã viết được một cái câu cũng khá là hoàn chỉnh rồi đấy. Nhưng vì đây là viết văn cho nên là bạn muốn thêm những cái chi tiết vào để cho nó hay hơn, đúng không? Ví dụ như là cô hàng của tabimas, tôi ăn cơm, thì nghe nó cũng hơi, nó không có nhiều thông tin cụ thể. Nhưng mà nếu mà nói là ví dụ như là oishi cô hàng của tabimas, mình chỉ thêm cái chữ oishi, thêm cái tính từ ngon và đằng trước cô hàng thôi là chúng ta đã thêm được một cái chi tiết về cái cơm đấy rồi. Cơm ngon, tôi ăn cơm ngon. Hoặc là kazoku to gohan wo tabemasu, kazoku to oishii gohan wo tabemasu. Mình cứ thêm dần những cái chi tiết nhỏ vào câu để mà câu đó trở nên dài hơn. Thì đó là cái cách mà mình nghĩ là rất là hiệu quả để mà viết tiếng Nhật dành cho các bạn mới bắt đầu học. Ví dụ nha, ví dụ như là bạn muốn nói một câu là hôm nay tôi đã ngủ dậy lúc 8 giờ sáng, xong rồi tôi làm bài tập tiếng Nhật tại vì ngày mai tôi có lớp tiếng Nhật với Thúy Sensei. Như vậy thì bước 1 là bạn sẽ viết ra, xác định chủ ngữ, vị ngữ này, tôi ngủ dậy, xong rồi tôi làm bài tập tiếng Nhật. Và đây lại một câu nữa, vì ngày mai tôi có lớp. Thì đầu tiên là gì? Xác định chủ ngữ, vị ngữ, động từ, viết và sắp xếp thành những cụm từ. Bạn bắt đầu, nếu mà bạn không có những cái từ mà bạn không biết, đúng không, thì bạn sẽ bắt đầu tra từ điển. Hôm nay là kyo, tôi thì sao, watashi. Ngủ dậy là gì? Okimasu. Lúc 8 giờ sáng chưa biết nói thì cứ để đã. Xong rồi làm bài tập tiếng Nhật. Làm bài tập tiếng Nhật là shukudai. Shukudai là bài tập. Shimasu là làm. Tại vì sao? Ashita là ngày mai. Ngày mai. Kurasu, lớp. Arimasu. Thì sử dụng, tức là cái bước này sẽ là vừa tra từ điển, nếu mà cần thiết phải tra, vừa tra từ điển này, vừa sử dụng những cái từ hoặc là những cái ngữ pháp mà bạn đã biết rồi để mà viết thành những cái cụm từ ngắn thôi. Chưa cần là có những cái chi tiết nhỏ, chưa cần là 8 giờ sáng hay là bài tập tiếng Nhật gì cả. Cứ viết ra những cái từ hoặc những cái ngữ pháp mà bạn biết đã. Sau đó thì sắp xếp chúng thành một câu hoàn chỉnh hơn một chút. Hôm nay 京朝8時に okite. Đó là bạn cần phải ghép hai cái động từ là ngủ dậy và làm bài tập, đúng không? Tại vì nó ở trong cùng một câu mà. Và bạn nhớ là Thúy Sensei có dạy là cách ghép hai cái động từ với nhau, thì động từ ở đằng trước mình cần chuyển cái động từ đó sang thể t, sẽ là okite. Mình chuyển okimasu thành okite. Sau đó thì làm bài tập. Đã làm bài tập, tại vì đây là ngày hôm nay kêu tôi đã làm bài tập, viết tạm thế này đã. Và còn cái vế sau là gì? Vì ngày mai tôi có lớp. Ngày mai có lớp class ga arimasu vì kara. Sau khi là viết được đến bước này là bạn đã viết được hai câu, và cũng khá là có ý nghĩa rồi, rất là hoàn chỉnh rồi. Hôm nay tôi dậy lúc 8 giờ. Xong rồi tôi làm bài tập. Tại vì ngày mai tôi có lớp. Nhưng mà bạn muốn là cả hai câu này thành một câu, tại vì cái câu tiếng Việt của nó là một câu. Tại vì ngày mai tôi có lớp, cho nên bạn sẽ đến bước này bạn sẽ chuyển cái câu ashita kurasu ga arimasu ka lên đằng trước, rồi thêm dấu phẩy, rồi bỏ cái câu này ra đằng sau, thì sẽ thành một câu hoàn chỉnh. Ashita kurasu ga arimasu kara kyou 8時 ni okite shukudai o shimashita. Vì ngày mai tôi có lớp học, cho nên hôm nay tôi đã dậy lúc 8 giờ sáng và tôi làm bài tập, tôi đã làm bài tập. Đó là chúng ta đã phân tích những cái bước để mà có thể viết và thêm thắt chi tiết và thành câu hoàn chỉnh, mặc dù là bạn chưa có nhiều cái vốn từ vựng và vốn ngữ pháp. Đây, Sensei có một bài renshu kể về sở thích của bạn. Bạn có thể pause, tạm dừng video ở đây, xong rồi thử viết một đoạn văn ngắn 2, 3, 4 câu kể về sở thích của bạn nhé. Sở thích là shumi. Đây ví dụ như là cái đoạn văn mà Sensei đã viết, thì đầu tiên là sau khi mà nghe câu hỏi là sở thích của bạn là gì, thì mình bắt đầu suy nghĩ, sở thích của mình là nghe nhạc, thì bạn bắt đầu viết là bạn nghe nhạc đó là gì? Ông ca cử kỳ cử koto, đúng không? Cái việc nghe nhạc ông ca cử kikimas là nghe nhạc. Và bạn nhớ lại là cái cấu trúc mà thích cái gì đó thì sẽ là danh từ cộng với ga skides, cho nên bạn muốn là sử dụng cái cấu trúc này ở trong câu này. Và vì thế cho nên là bạn sẽ viết là bạn sẽ chia cái ông ga cử kikimas ra thành, chuyển nó thành danh từ ông ga cử koto ga skides. Thì đã là câu mở bài cho cái đoạn văn là sở thích của bạn là gì? Tôi thì thích nghe nhạc. Watashi wa ongaku o kiku koto ga suki desu. Xong rồi bạn không biết là tiếp theo thì mình nói về cái gì bây giờ? Thì bạn suy nghĩ xem, khi mà đối phương mà đã nghe cái câu trả lời là watashi wa ongaku o kiku koto ga suki desu, thì người ta muốn hỏi, thì tiếp theo người ta sẽ hỏi là donna ongaku ga suki desu ka, đúng không? Mình nói là mình thích nghe nhạc, thì trên thế giới này có bao nhiêu là thể loại âm nhạc. Người nghe cũng rất là muốn biết xem là bạn thích thể loại âm nhạc nào, rock hay là pop hay là hip hop gì đấy. Thì bạn sẽ viết tiếp, tại vì người nghe muốn nghe tiếp, đúng không? Nên bạn sẽ viết tiếp là tôi thì hay nghe K-pop và V-pop đi. K-pop to V-pop to yoku là thường xuyên, yoku kikimasu. Thế là đã thêm được rất là nhiều chi tiết để kể về câu chuyện nghe nhạc của bạn rồi. Tiếp theo bạn suy nghĩ, mình cũng thích hát nữa. tại vì mình thích nghe nhạc K-pop và V-pop, và sau đấy thì mình thích hát những cái bài hát mà của những cái ca sĩ mà mình thích. Thì bạn tiếp tục viết, bạn tiếp tục sử dụng những cái cấu trúc là ga suki desu để viết thêm một câu nữa. Bạn muốn viết là thích hát này thì sẽ là gì? Utau koto, utau koto. Utaimasu là động từ hát. Mình chuyển sang thể từ điển của nó. Utau và thêm koto sẽ biến thành danh từ việc hát. Utau koto, utau koto mo suki desu. Nhưng mà bạn muốn nói thêm là tôi thích hát những cái bài hát của ca sĩ yêu thích. Thì bạn sẽ thêm o vào đằng trước cái việc hát, và bạn xem thêm cái danh từ những bài hát, đúng không? Những bài hát. Utau, utau koto ga suki desu, mo suki desu là cũng. Và bạn muốn nói thêm là tôi chỉ thích hát những cái bài hát mà của ca sĩ yêu thích thôi, còn những ca sĩ ở đâu ấy thì tôi không biết, tôi không thích hát. Vì thế cho nên là bạn cũng cần thêm một cái chi tiết vào những cái bài hát mà bạn thích hát đó. Đó là những cái ca sĩ yêu thích. Sukina kashu. Như mình đã giải thích trong lớp của mình thì là suki là là tính từ đuôi na, có thể sử dụng, không phải là đuôi na, tính từ na, có thể sử dụng được như là một tính từ na kiyoshi. Và mình cũng đã dạy là tính từ kiyoshi cộng với cả danh từ, và tính từ na thì sẽ là tính từ na cộng với danh từ để mà lấy cái tính từ này bổ trợ cho cái danh từ này. Ví dụ như là kirei na hito, người đẹp, kirei na hito. Thì tương tự, chúng ta muốn sử dụng cái chữ suki, muốn sử dụng cái tính từ suki này để bổ trợ cho cái danh từ kashu. Mình chỉ đang muốn nói về những cái ca sĩ mà mình yêu thích thôi, đúng không? Cho nên mình sẽ dùng là sukina kashu. Và cả một cái sukina kashu này đã thành một cái cụm từ mới, và mình muốn dùng cái đó để bổ trợ cho cái danh từ uta, danh từ bài hát. Tại vì mình đang muốn nói về những cái bài hát của những cái ca sĩ mà mình thích thôi, còn những cái bài hát khác ấy thì mình không quan tâm. Cho nên mình sẽ lấy tương tự danh từ no, danh từ đã học rồi, sẽ là lấy cái danh từ này để bổ trợ cho cái danh từ này. Watashi no shumi, sở thích của tôi. Nihon no uta, bài hát tiếng Nhật. Italia no kuruma, xe hơi của Ý, xe hơi của nước Ý. Thì đó, nani nani no gì đó. Thì đó là cái cách mà bạn thêm thắt những cái chi tiết vào đằng trước câu, và đằng trước cái động từ, hoặc là đằng trước cái danh từ, trước danh từ, thêm tính từ hoặc danh từ để mà bổ trợ, để mà thêm viết thành một cái câu dài. Nhờ việc thêm những cái chi tiết này, bạn đã viết được một câu là tôi thì cũng thích hát những cái bài hát của ca sĩ ưa thích nữa. Và bạn muốn nói là tôi thì thường hay tại vì tôi thích hát những cái bài hát của ca sĩ ưa thích, cho nên là hay đi karaoke với bạn bè, và cái việc này thì rất là vui. Đi karaoke với bạn bè và hát rất là vui. Thì chúng ta cần miêu tả, cần cái việc vui đó đằng sau cuối cùng. Tanoshi desu, cái gì vui? Cái việc utau koto ga, cái việc hát rất là vui. Rất vui, totemo, totemo. Ta cứ thêm dần những cái từ vào để viết thành một câu dài hơn, đúng không? Thêm chi tiết vào, rất vui, totemo tanoshi desu. Cái gì vui? Cái việc hát Và hát ở đâu? Hát ở quán karaoke, karaoke ni itte, cùng với bạn bè, tomodachi to. Karaoke ni itte, đi karaoke và hát thì rất là vui. Đó, để mà viết được một câu dài thì cái cách dễ nhất là gì? Không phải là cứ viết hết dần dần chi tiết ra xong rồi không biết sắp xếp chúng nó như thế nào, mà bạn sẽ viết dần từ những cái cơ bản nhất, chủ ngữ này, động từ này, vị ngữ này, nhớ là động từ ở cuối câu này thì bạn viết những cái động từ trước hoặc là những cái ngữ pháp trước. Nani nani ga suki desu, yoku kikimasu, suki desu, tanoshi desu. Sau đó thì bạn mới thêm dần những cái chi tiết. Vui, cái gì vui, việc hát vui, việc hát như thế nào vui, việc hát đi karaoke cùng với bạn bè thì vui, hoặc là việc hát bài hát, tôi thích hát bài hát, thích hát những bài hát như thế nào, những bài hát của ca sĩ ưa thích. Thì đó là cách mà thêm chi tiết vào để viết thành một đoạn văn, một cách có nhiều chi tiết hơn và sống động hơn, phong phú hơn. Thì đó là những cái mẹo mà mình muốn chia sẻ trong video này. Kono video wa kokomade desu. Nếu mà bạn muốn tham gia lớp N5 của mình thì có thể lên website của mình là thelightcollector.com hoặc là lên Facebook của mình là The Light Collector, rồi gửi message cho mình và có thể chia sẻ video này cho bạn bè và những bạn bè và gia đình và những người mà đang muốn học tiếng Nhật, để giúp đỡ các bạn các bạn có thể đọc hiểu và có thể viết tiếng Nhật một cách dễ dàng hơn nhé. はい、ご清聴ありがとうございました. Cảm ơn bạn đã nghe, đã xem video này. Hẹn gặp bạn ở buổi trò chuyện tiếp theo. Mata ne.